Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nối cái máy nhiệt Bluetooth bên mình để in cái mã vận đơn trên cái đơn vị vận chuyển là Viettel Post nha các bạn. Thì cái máy này á có thể in được trên điện thoại, máy tính hoặc là laptop hoặc là MacBook nha. Thì trên máy tính thì các bạn có thể in trực tiếp, nhưng mà còn ở trên điện thoại thì các bạn cần phải qua một cái phần mềm thứ ba nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn in qua Viettel Post nha. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này và hướng dẫn các bạn cách sử dụng, cách lắp giấy, cách kết nối nguồn điện của cái máy in này nha. Ok, thì cái máy này á thì in được cái khổ giấy là 80 mi trở xuống nha các bạn. Thì khi mà các bạn in ra thì nó có giấy dán nè các bạn. Đây ha, giấy dán nè. Các bạn in xong các bạn tháo cái lớp keo ra, các bạn dán lên kiện hàng luôn nha. Rất là nhanh và rất là tiện nha. Ok, thì đây là cái sắp giấy bên mình bán nè. Một sắp này là 500 tờ nha các bạn. Đó, sắp 500 tờ như thế này. Ok, thì khi các bạn mua máy về thì các bạn gắm dây nguồn vào nè, kết nối nguồn điện nè. Cái thứ hai là cái này là cái cổng USB Type-C để kết nối giữa máy tính với máy in. Máy tính MacBook, laptop hoặc là macOS. Đó, rồi ở bên hông này các bạn có cái nút gạt nè, các bạn mở cái nút gạt này, các bạn mở cái nắp ra để các bạn bỏ giấy vào. Thì các bạn bỏ giấy đúng chiều nha. Các bạn bỏ giấy bị ngược là nó sẽ in không ra mực nha. Rồi, đây ha. Cái mặt bóng á thì các bạn để trên, mặt nhám các bạn để dưới nha. Rồi, các bạn bỏ giấy vào nè. Rồi các bạn đóng nắp lại. Rồi ở bên hông nó có một cái công tắc nè, bạn bật cái công tắc lên, mở nguồn điện lên. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách in cái tờ giấy in test của cái máy in này ra để các bạn kiểm tra được cái máy in này. Khi mà các bạn không in được thì kiểm tra được cái máy này nó có bị lỗi hay là do cái những cái thiết bị khác nó bị lỗi nha. Ok, bây giờ mình sẽ bấm giữ cái nút này nha. Bấm và giữ nghe tiếng bíp, các bạn buông cái tay ra nè. Là nó sẽ cân cái giấy nha các bạn. Nó sẽ cân cái giấy của bạn lại. Rồi, bây giờ mới là in tờ giấy in test nha. Rồi, nó kêu hai tiếng bíp, các bạn buông ra nè. Đó. Đây, giấy in test mực ra rất là đẹp và kèm theo những cái thông số của cái máy in này nha các bạn. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ vào trong cái Viettel Post. Mình vào trong cái phần mềm Viettel Post, mình vào cái đơn của mình ha. Rồi, bây giờ mình sẽ vào cái đơn của mình cần in. Rồi, bạn chọn là in đơn nè. Rồi, bây giờ các bạn bấm vào chia sẻ trên. Rồi, các bạn bấm in nhiệt A6. Rồi bây giờ các bạn sẽ chụp cái màn hình này lại nè. Rồi, các bạn bấm xong. Rồi bây giờ các bạn sẽ vào trong cái phần mềm Latch Label nha. Các bạn cài cái phần mềm Latch Label, các bạn vào trong cái App Store hoặc là Search Play, các bạn cài cái phần mềm Latch Label này vào nha. Rồi các bạn vào WinBitter nè. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái rớp mà mình cắt cái đơn này lại nha các bạn. Cho điện thoại thì nó khó in một chút xíu nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bấm in nha. Ở đây các bạn lưu ý nè. Các bạn chỉnh cái khổ giấy là 76x130 nha, một bên 76, một bên là 130, tại vì khổ giấy của bên mình là 76x130 nha. Rồi ok, bây giờ các bạn bấm in nè, kết nối máy in nè. Rồi in. Rồi đây các bạn nha. Thì sau khi các bạn in ra thì sẽ được cái tờ giấy như thế này ha. Bây giờ mình sẽ quét cái mã barcode cho các bạn xem thử nha. Đây các bạn ha, cái mã vận đơn nè. Đây,
Đó, bên đơn vị vận chuyển họ chỉ cần quét được cái mã này thôi nha các bạn, họ không có đọc cần đọc chữ đâu. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn trên cái điện thoại Android nha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in trên cái điện thoại Android nha. Ok, bây giờ các bạn vào cái đơn của mình, các bạn bấm dấu ba gạch nè, các bạn bấm in đơn nè. Rồi xe nha. Rồi các bạn chọn A6 nè. Rồi các bạn chụp cái màn hình đơn lại nha. Rồi các bạn cũng qua cái phần mềm Lát Label nha. In ảnh. Rồi các bạn cũng cắt nha. Rồi các bạn bấm in. Trước tiên là các bạn vào trong cái cài đặt kết nối nè. Bluetooth, các bạn ghép đôi với cái máy in trước nha. Này các bạn chọn cái nào mà có loại E nè. Ghép đôi. Nó sẽ nhảy lên đây nha các bạn. Rồi xong bây giờ mình quay lại nè. Ở đây các bạn cũng nhớ chọn là 76 x 130 nha. Rồi bấm in. Rồi kết nối với anh. Bấm mình ngay. Rồi đây các bạn ha, bây giờ mình sẽ quét thử cái mã cho các bạn xem nha. Đây các bạn ha. Ok, những bạn nào muốn mua máy in này thì các bạn xuống dưới phần mô tả, các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng được giao hàng đến tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.